Ok, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình là Zero Gaming. Và hôm nay chúng ta tiếp tục series This War of Mine. Đây là một series song song với series Terraria. Làm Terraria thì coi một game hoành tráng thì có thể các bạn thích, các bạn thấy qua series này coi. Thì mình sẽ upload về series này, nhưng mà này thỉnh thoảng mình làm thôi, tại mình thích chơi Terraria hơn. Ok, chúng ta sẽ vào game. Day 2 đó, thì một giây của nó khá là dài. Bữa mình chơi hết một ngày, chơi hết day 1 á, thì cái clip cũng 30 phút rồi. Tức là nó khá là dài luôn á. Thì mấy clip sau lúc mà mình làm xong đồ rồi, hình mình sẽ skip buổi sáng thì nó sẽ đỡ thời gian hơn, thì có thể một clip mình chơi được hai ba ngày trong game. Ok đó. Thì ta tiếp tục. Thì hôm qua mình chạm được một số dụng cụ, cùng với đó là rau củ quả nè. Giờ kêu thằng này xuống đây nấu ăn. Chưa làm cái đồ nó ăn nữa. Rồi thằng này xuống đây ngủ đi. Thằng này ngủ nhiều rồi, cho lên đây ngồi. Đó, thằng này nó mặc đồ như Assassin's Creed trời. Đó, mặc đồ như Assassin's Creed dữ vậy. Ok, giờ mình sẽ làm một cái bếp. Làm cái bếp để ở đây. Đó, mình nhớ là kỳ bữa mình đã làm day 2 rồi. Xong rồi mình out ra như vậy. Thì như là mình phải chơi hết một đoạn nào đó thì nó mới tự blue lại, tự sell lại cho mình. Nhớ là mình đã làm cái bếp lò, mình làm được hai cái đồ ăn rồi. Ok, chạy lại một đoạn. Có lẽ vậy. Giờ ra đây. Xin lỗi. Sẽ làm hết cái này luôn. Thôi làm mấy cái thôi. Để dành chút xíu nguyên liệu để có gì cần nữa. Thấy làm được phải làm hết đâu. Ok, mình sẽ mở hai cái tủ ở dưới xem có gì không. Thì thằng này nó làm xong thì mình còn phải làm thêm nguyên liệu để đốt. Mình nhớ là hôm tối mình còn tới hai cuốn sách. Ok, mình sẽ dùng nó để đốt. Ê, nhưng mà mày đây là gỗ, đây là mình chưa có sắt, chưa có sắt. Ok, đồng đỡ hai thanh gỗ. Thì mình đọc rồi, thằng này thì nó sẽ tới lúc 10 em, tức là trong khoảng từ 10 em, 1 em gì đó. Nó không tới thì mình sẽ skip luôn. Khỏi phải đợi tối, mệt lắm. Giờ mình xuống mở tủ cho tao đi. Ok. Này sẽ nấu ăn. Tạm thời mình sẽ cho thằng nấu nó bị đói bụng đi. Kệ nó. Phải lo cho thằng này trước. Thằng này nó 15 tuổi thì nó đi
lấy đồ sẽ tiện lợi hơn. Thằng kia cũng 12 tuổi, số mình này là phế vật nhất là ok. Có một thằng tới nè, để làm xong đồ ăn đó. Rồi rồi rồi, em ra liền. Ủa 8 giờ nó tới rồi hả? Không, mình nhớ mình đọc là 10 giờ. Chắc là này là lần đầu tiên tới, nó tới sớm. Chưa biết nữa, mình mới đọc sơ sơ à. Tại vì trước chơi game này mình tự mò hết, đâu có lên tìm trên mạng đâu. Nhưng mà giờ mình phải tìm trên mạng để chia sẻ kinh nghiệm nữa, chứ không phải là mình chơi mình ok. Giờ mình có 2 cuốn sách mình đố rồi. Thì thằng này để coi làm được gì trong nhà không. Nhớ là bữa thì trước khi out game mình có thể làm được 2 món ăn với lại cái radio đúng không? Ok, radio nè, ngon, dream, làm đi. Radio sẽ để trên đây, trên đây đi. Xong rồi mốt mình đặt cái ghế kế bên rồi ngồi làm cái thứ đó. Này sao mày đi chậm quá vậy? À quên, thằng Assassin biết nha. Wow. So what you can trade to me? Come on. Mình đang có 2 kim cương thì chắc chắn mình sẽ đổi được một thứ gì đó, đó là có lợi. Rồi em đây có một cuốn sách, một cái thuốc với 2 cái này. Thì mình sẽ dùng thuốc cho thằng. Ê bậy ơi, mình nhấn lộn rồi. Sẽ mua một cái đồ hộp, một cái, 2 cái, 3 cái. Ra đồ ăn trong đây khá, không phải khá mà là cực kỳ cần thiết luôn. Đó là đồ thiết yếu mà. Đây là đường nha mấy bạn, mấy cục này là đường, này là nước. Nước thì mốt mình sẽ làm được một cái máy làm ra nước, nhưng mà giờ thì chưa chưa thể. Mày đòi nhiều vậy, ok tao bỏ đồ hộp ra. Cái đồ hộp trong đây cực kỳ mắc luôn á, đó là cực kỳ mắc. Tao đào hết rồi, tao cũng thể đổi mày một cái shovel này. Mình chưa biết làm gì hết trơn á. Ok, đổi được rồi, đổi được ít thức ăn, nước uống cái kiểu. Ok, tao không đổi gì nữa đâu, hết đồ đổi rồi. Quay, đóng cửa đã, đóng cửa đã, anh ơi, vội quá. Rồi, đi đi, tao không cần mày nữa đâu. Giờ này cho nó xuống ăn một cái. Thằng ông nội này lên đây uống thuốc đi, có thuốc rồi. À không, bệnh nhẹ thì mình không chống nó đâu. Tại mình mới để dành một phụ thuốc, sau này có người tới ở chúng mình đó thì có thể họ bị bệnh đó, thì bệnh nặng. Họ bị bệnh nặng thì mình sẽ cho họ uống thuốc. Sai lý thì cần nằm ngủ 1 2 ngày gì là ok à, không gì chứ. Sao mày không làm tiếp, mày đứng ngó gì vậy? Bây giờ mình cần làm một cái game nữa, trên đây còn một cái hộp cuối cùng thì làm một cái game nữa là đủ. Vậy gọi là cái game mà gọi là cái lock pitch, cái đồ một khóa. Ok, hết nguyên liệu rồi. No, mình hết rồi. Phải đi gọi đi. Chờ này làm xong cái station, mình sẽ mở radio lên, đồng thời hướng dẫn các cơ bản để nghe cái radio đó. Ra cái radio cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng mà ok.
Ok, nói chung là mình đọc cái đó mình cũng hiểu hơn về cuộc chiến hiện tại thì lập lo. Ok, mình đứng nghe radio luôn đi. Đây là quân đội đã được chỉ định để cảnh báo không được đi qua cái vạch gì đó. Cái vạch chiến tranh thì nó sẽ có một cái biên giới chiến tranh nha, nữa thì không được đi qua cái vạch đó. Thì nếu mà ai vi phạm thì sẽ dẫn tới một điều là cái chết. Đây bạn kéo cái này, bạn thấy nó sáng sáng không? Các bạn dừng lại, bạn thấy nó sáng luôn là bạn sẽ nghe. Những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục trời sẽ tiếp tục quáng đãng và ấm áp. Đó là một thời tiết rất tuyệt vời để đi dạo ở trong công viên. Qua đây. Được. Ok, này kỹ nè. Gì đó, mặc dù là sự phản công của bên Rabo, mình không biết là nổi dậy hay là quân đội gì đó, mà cố gắng đánh ở Borogen, nhưng mà cái thành phố đã người mang chết đó. Mình tiếng Anh của mình khá là tệ, mình không hiểu hết này. Thì chính phủ đã ra lệnh không cho bất cứ ai tới cái thành phố này. Hãy bình tĩnh vì cái chiến này sẽ bên quân đội sẽ giành thắng lợi. Okay. Thì có hai cái này hay lắm nè. Thì mình lật qua đây thì nó sẽ là nhạc. Bạn nghe nhạc không? Đó, đây là một cái nhạc khác. Mình quay ngược lại. Đó, đây là một cái nhạc khác nè, classical music. Ok, mình sẽ lấy nhạc này cho nó nhẹ. Để ông tắt cái mình để nguyên cái radio đó thì mình sẽ nghe được nhạc, còn nếu mà mình chỉnh qua đài khác đó không nghe được nhạc nữa. Ok, mình sẽ skip buổi sáng này. Hết chuyện cái làm rồi. Giờ mình còn một cái thức ăn mình phải kiếm thức ăn nữa. Thằng này mày ngủ đi, mày còn bệnh hoạn gì mà. Ok, mày đi làm việc. Cái này thì trade được. Mình nhớ là cần cái thuốc để trade đồ của con này. Ok, mình đem một cái thuốc. Dù nó còn mấy cái nhưng mà mình nghĩ là trong cái quá trình chơi mình kiếm được thêm. Theo cái cốt truyện thì mình nhớ là bố hàng ngày nó bị bệnh thì nó đang cần thuốc cho bố nó. Ta lấy ở đây trước. Đây là nhà của người dân nào họ thì thằng này mấy cái nhà này coi toàn nha các bạn. Mấy cái nhà này là an toàn, vô chỗ không sao chứ á, nhưng mà đừng có châm đồ. Châm đồ là người ta buồn kiểu mấy thằng nhà mình nó buồn cái kiểu thì nói rồi. Gì vậy? Đọc lại. Không cần lẩn trốn nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở gì đó. Heaven, Heaven là cái gì ta? Trong vinh dự hay gì đó. Qua rồi. Vinh dự là honor đúng không? Honor. Mấy này có đổi được đồ ăn rồi. Nhà mình là thiếu thốn đồ ăn quá.
Nguyên liệu thì từ từ mình kiếm được anh, thì cái nhà mà ở đây một mình là vô á, nhà nó còn rất là nhiều nguyên liệu, mình cũng lấy nào mình lấy, mình thiếu nguyên liệu mình lấy, nhưng mà giờ mình cần là dự trữ thức ăn trước. Game này đúng là chiến tranh luôn, nó thức ăn nó khan hiếm lắm. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này. Đó thì đằng này nó sẽ ra, nó nói chuyện với mình nè. Nè mấy bạn, mấy cái bàn tay này nè, tức là mấy bạn ăn cắp. Mấy bàn tay đó là mấy bạn ăn cắp. Còn sẽ lấy ai học thức ăn, rau củ và không cho à, cho một cục gỗ nè, hiểu không? Hai cục gỗ luôn. Ok, thì mình chỉ có một số thôi, mình sẽ bỏ bớt cái này đi. Không biết lấy thêm được cái này không ta. Ok, lấy lên một đồ cũ nữa. Ok, chiêu. Đó thì mình cũng đòi được khá nhiều không? Thì mấy cái bàn tay này nè, tức là bọn là cấp của nó. Còn mấy cái mà từ đó này leo trèo assassin, như đồ assassin leo trèo assassin nè. Mấy mình đã nói với bạn này là chấm đỏ, tức là dấu hiệu của tiếng động á, thì thằng này nó vẫn còn ở đây, hiện được cái này. Ok, đây có mấy cái thứ đồ linh tinh gì đó ghê thiệt, này cũng nguyên liệu không à, không có gì hết trơn á. Thì muốn có đồ ăn thì phải kiếm cái ngôi nhà. Đây là thằng bố nó, bố đang bị bệnh nằm trên giường. Mình chơi cái này mình ác lắm mấy bạn. Mình cứ vô mình lấy súng mình đã hết rồi, không quan tâm gì hết. Lấy súng đã cái là mình lượm hết đồ nó bình thường. Hoặc là vô mất mất ba người luôn đó. Hồi trước thì có một cái trick là cầm có một người chơi ở trên mạng chơi rất là hay luôn. Người ta chơi tới ngày thứ tư thôi, người ta đã có được một cây súng trường, một cây súng trường luôn á, không phải là súng lục. Trong game này thì có hai loại súng, à súng trường với súng lục thôi. Mà ông kia mới chơi tới ngày thứ tư, ông nó lấy được một cây súng trường. Cây súng trường đó mình lấy được á, nhưng mà lúc mình lấy mình phải có súng lục trước mình mới làm được cái kiểu đó. Còn ông đó là ông chơi đánh rất là hay. Lấy nguyên liệu ông dùng, ông tạo ra một cái cây rìu á. Bạn lúc mà mình đưa mua đồ, bạn thấy hình dạng cây rìu đúng không? Ông lấy cây rìu đó, ông vô trong siêu thị á, thì cái cốt truyện siêu thị á là có một thằng cầm cái súng máy đang bắt một con nhỏ kia làm con tin, nhưng mà nó quay lưng về phía cửa. Thì mình đi vô phía cửa, mình mở cửa ra á, là nó vẫn đang quay lưng về phía mình nha, nó chưa biết gì hết á. Thì mình lúc mà mình chơi á thì mình mở cửa xong mình đi lùi lại xíu, mình cầm cái súng lục mình bắn nó chết, mình lấy cái súng máy. Còn ông kia ông đánh cái gì á, mình làm thử nhưng mà không được, thì ông cầm một cây rìu, ông chặt đầu nó một cái, xong rồi ông làm cách nào á, cái con ông điều khiển á tự chạy tới chặt thêm phát nữa, chặt hai phát chết kia luôn. Ông lấy được cái súng máy, mình làm thử á, thì mình làm thử lần cái mình chết luôn, xong rồi cái mình reset chơi chơi lại game. Thì đó mới đầu game mà còn có hai đứa sao chơi. Ok thì cái fail nó chơi má là hay, còn chơi hay lắm. Bạn muốn chơi game hay á, thì các bạn nên cái gì vậy?
We have been right that someone came at night and take our thing by force. Tối hôm trước thì có một số người đã cố gắng chưa vào nhà mình và cố gắng lấy một số thứ trước mặt chúng ta. Fonts, mình biết là fonts là gì nữa. Hả? Ok. Thì đây là những thứ mà mình lấy được tối qua không gì hết. Những cái đứa mà ăn cắp ngày hôm qua á thì đã bị thằng kia đuổi đi rồi. Giờ mình có một số vũ khí quá phức. Như là tôi chưa làm vũ khí mà mấy bạn hư cấu hả? Ok, thì nói chung là hình như là có đứa bị thương, nhưng mà mấy cái người mà tấn công vô nhà mình đó không lấy được gì hết. Thì chúng ta đã có thể defend ourselves, tức là bảo vệ được bản thân mình. Thằng này nó quá đói rồi, nó bị thương luôn. Ok, nó sẽ cho mày ăn. Thằng này nó chỉ đói thôi, thì ok, mày lên đây đi. Làm cái lockpick, mở nốt cái trên này là xong. I hope we will manage to keep it warm here. Là tôi hy vọng rằng ở trong đây sẽ được giữ ấm. Gì đây? That was a good trade. We have each other out. Đó là một cuộc trao đổi rất là tốt. Chúng ta đã giúp đỡ được lẫn nhau. Thì mình vừa có đồ ăn, nó vừa có thuốc cho bố nó. Ok, good trade. Thì cái này do mình chơi trước rồi nên mình biết mấy cái tình huống. Nếu mà các bạn mới chơi thì các bạn có thể tự mày mò cũng được. Thì cái game này khá là hay. Nếu mà các bạn chơi pháo đảo lần một xong á, thì cái phiên bản 2.0 này nè, nó có một cái mới là các bạn phá đảo xong, nó sẽ cho các bạn hai lựa chọn. Một là các bạn đi tiếp thì nó sẽ tạo ra một cốt truyện mới, nó sẽ tự ghép thằng khác vô. Thì nó sẽ cho các bạn chọn cốt truyện, ví dụ nó xếp ở đây là ba đứa này. Nó sẽ hiện ra một cái bảng, ví dụ đi, một cái bảng dòng vậy nha. Thì ở đây là có một tấm hình với ba đứa, mình chọn nó thì mình sẽ dùng ba đứa đó. Ở đây có một tấm hình khác thì ba đứa khác, như là nó cho mình chọn team á. Team đó thì đó là khi khoảng phá đảo lần một game này xong thì nó sẽ cho bạn làm vậy. Xong rồi nó có nhiều cái. Nếu mà các bạn không thích chơi cốt truyện mà nó lựa ra thì lúc mình mới vô các bạn thấy chữ create your own story á. Ok, đó thì bạn nhấn vào nó sẽ nhấn vào nó sẽ cho mình chọn người. Ngoài ra thì mình nhớ là nó có tạo thêm nó cho mình tạo thêm vài nhân vật mới và tự đặt tên nhân vật đó luôn, nhưng mà nó chỉ cho một số ngành xác định thôi, chứ nó không có cho mình đa dạng ngành. Lấy như như mấy thằng này nè, thằng này là quốc khúc nè, tức là nó nấu ăn giỏi. Thằng này là pass runner, là do nó là cầu thủ bóng bầu dục thì nó chạy rất là lẹ. Thằng này là nó đã được huấn luyện để như là lấy đồ các kiểu á. Đó thì thằng này cũng là một cái nghề khác đúng không, tức là nó cho mình chọn cái style của nhân vật á. Mình nhớ là có cái gì mà nhân viên cảnh sát rồi gì tùm la đó. Ok thì ở tập sau mình sẽ spoil chút xíu cho mấy bạn coi. Mình chưa chơi thử đó tại vì cái game này cái không khí nó u buồn á, cũng khá là lười chơi game thảm bại. Này là một trong
rất ít mấy cái game mà nói về đề tài là chiến tranh, rất là ít luôn á. Đề tài chiến tranh mà kiểu chiến tranh thật sự á, đối kháng cái kiểu á thì rất là ít. Game này một trong số đó. Lâu ấy là mày cần được ngủ nghỉ rồi, nhưng mà phải làm đồ ăn cái kiểu cho tụi này ăn nữa. Mày sao mày không ích kỷ vậy? Mày biết mình mày đó hả? À, thiếu thốn nước quá. Đúng, thiếu thốn nước luôn á. Nếu mà thằng này nó làm xong rồi, mình sẽ cho nó ngồi nghỉ đây, xong rồi kêu thằng quỷ nè xuống làm cho nó một cái giường. Mày là fast runner mà mày đi bộ không à? Trong đây thì các bạn muốn cho nó chạy, các bạn click chuột hai ba lần vậy nó sẽ tự chạy. Còn mấy bạn nhấn vô cái không là nó đi từ từ rề rề như này vậy. Thì mình chơi theo kiểu vừa chơi vừa hướng dẫn. Thì các bạn nào thích thì đón xem các video của mình. Ok, nó ăn xong rồi. Thì thằng này nó cũng cần ngủ nghỉ, tại vì nó bị quyết định là, tức là nó bị thương rồi. Hôm qua mình cho nó canh gác á, thì nó là người đánh lại cái tụi mà tấn công vô nhà mình, thì nó đã bị thương nhẹ. Highly quyết định này xuống đây ngồi. Không biết hôm nay cái thằng Trey nó có tới nữa, mà nó có tới mình cũng chả có gì để cho nó chứ. Mình có hai cái lò sưởi mà bây giờ chưa cần, mình nghĩ mình cần nó làm cái máy nước rồi. À, không, làm cái giường trước, đang cần hai cái giường. Ok, cho nó ngủ chung nhau cho nó ấm cúng. Mình chưa biết cái cốt truyện của tụi này ra sao. Thì lúc trước mình có coi một YouTuber Việt Nam chơi cái game này, như là Evil Sean Jay á, ông cũng có mấy ngày xuất cũng chơi cũng được, mà ông làm được có vài tập là ông bỏ rồi. Thì cái cốt truyện của ông lạ lắm. Thì cốt truyện của ông á là thằng này nè, thằng mà mình ghét á, trong cốt truyện của ông á, nó có ngày nó gây sự, nó quýnh lộn với kia. Tự nhiên ông cho hai đứa ngủ chung, cái ngày hôm sau hiện ra các bạn hai đứa quýnh lộn kiểu đủ thứ lum la chưa đó. Đó mình đó mà tăng thêm độ ghét của mình tới này. Mình có thiếu đồ ăn không ta? Mình thiếu nước. Không biết nước ở cái nhà kia khó không nữa. Tối nay mình sẽ đi về thử. Nên như cái clip này cũng hơi bị dài đó, nên cắt. Cắt không ta? Cắt nên cắt. Ok, mình đã bỏ qua cái đoạn rồi, nãy ngồi làm để các bạn đợi nó kỹ đúng không? Ok, mình sẽ end đây vào đầu buổi tối. Thì có lẽ mình đi lấy đồ cái kiểu, xong rồi mình sẽ kết thúc này. Này nó mệt rồi, cho nó ngủ đi. Thằng này bữa giờ nó ngủ nhiều rồi, nó đã hết bị bệnh rồi, nó mất cái side effect cái nào. Con này nó bị thương, cho nó ngủ nghỉ cái kiểu. Này đi tiếp. Thì lần này chúng ta sẽ tới đây. Đó, hoặc là tới quả thao. Quả thao thì không gì nguy hiểm chưa, mà người ta rất là tội. Có mình đi tới đó mà mình sẽ cho mày thấy cái cảnh. Bạn chơi game này thì các bạn nên lựa cái chỗ nào mà nó không có cái caution fire á, tức là không có cái cảnh báo á. Với lại lựa mấy chỗ nào mà nó không có hiện lên danger thì các bạn quan toàn, các bạn mới làm cách đó thôi. Tại game survival mà, đâu có ai muốn đi vào chỗ nguy hiểm đâu.
cái đỏ đỏ này là con chuột chứ không phải là con người. Ok, chín nước luôn. Ok, cũng được. 13 đường ngon. Chỗ đây có gì vậy? Vì sao đi chỗ này mình phải mang theo một cái xẻng để đào cái cục này lên. Đó là tự nhiên cái kiểu như nếu mà không đào cho nó lên á, mò như kiểu quá phức. Cái này cái giường phải không? Bây giờ mày lên mày nằm ngủ hả? Nó lấy cái gì vậy? Mình nhìn giống cái giường lắm luôn á. Ê, cái này có thuốc. Mình không biết cái thứ còn lại là cái gì nữa. Là cái này nè, mình chưa bao giờ xài nó luôn. Nên mình sẽ lấy cái này, mình cho đổi với cái thằng ở nhà, cái thằng có bố ăn người bệnh đó. Tại nó nằm cũng trong danh mục thuốc thì mình phải đem đổi cho thằng đó cũng được, nghĩ là sẽ đổi được. Thì mình chơi game này á, lúc trước mình tưởng là nó bị lắc, nhưng mà thực ra là cái game này á, nó là theo kiểu chậm rãi của chiến tranh á, nên nó hơi ghê ghê nhưng mà nó lắc. Chứ mình chơi game này đi dò dò đúng ghê luôn. Thì trước mình có một cái anh hồn là mấy cái hình ảnh trong đây nè, ông ấy nào mắt nó cũng vậy này, lâu lâu á thì nó chớp mắt một cái. Bữa mình đang ngồi chơi, mình nhìn xuống mình tính coi mấy cái bio này nè, đó vừa mới chĩa xuống cái thấy chớp mắt tự gặp ma, trời ơi đúng sợ luôn á. Xong rồi cái tắt game luôn, chạy lên giường ngủ luôn. Cái hôm sau bật lại cái để đó thấy nó chớp lần nữa. Ok thì chắc là vô game. Bữa đó đúng là hết hộp thì đang ngồi chơi đi. Tại buổi sáng mà không bao giờ rảnh á, mình toàn chơi buổi tối luôn à. Chứ còn đi học, toàn chơi buổi tối, chơi khuya đó. Tưởng gặp ma, trời ơi. Mấy mang cũng gặp tình cảnh em à. Cái nhạc nè, nó nhạc rất là buồn luôn. Đem tai nghe vô, ngồi bật nhạc lên, nghe u ám mãi. Tự nhiên đang ngồi chơi, không khí tối thui nè, xung quanh trời tối nó lạnh lạnh á, thấy ghê ghê rồi. Thì quay xuống thấy chớp mắt thấy sợ teo luôn. Ok mình đã về. Ok mình sẽ cho bạn có lẽ nên chào tạm biệt ở đây rồi. Tập này quá dài rồi nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy nhấn like subscribe để được xem cái video khác của mình nhé. Ok bye bye.